Tập 569. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải. Thế giới Cực Lạc Y Chánh Trang Nghiêm, Nhất Thiết Trang Nghiêm là công đức thành tựu. Công đức gì? Công đức 48 nguyện và năm kiếp tu hành của Phật A-di-đà khi còn ở trong nhân địa thành tựu. Ta không chân tu làm sao có thành tựu được? Người thế gian cũng có chân tu. Họ tu gì? Tu thật, không phải tu giả. Họ tu sát đạo dâm vọng. Họ tu tham sân si mạng. Thành tựu điều gì? Thành tựu tam đồ. Họ cũng rất dụng tâm, chuyên tâm, nhất ý tu. Những điều họ tu là gì? Một bên là tu thuần tịnh thuần thiện, một người là tu ô nhiễm vô cùng. Họ tu khác nhau nên quả báo khác nhau. Công đức cũng khác nhau. Chánh diện gọi là công đức, phản diện gọi là tội nghiệp. Tất cả bất thiện gọi là tội nghiệp. Họ đều đáng tu. Từ đó cho thấy giáo dục quan trọng biết bao. Giáo dục ngày xưa đều dạy người chánh diện, không có mặc phụ. Giáo dục bây giờ mặc phụ nhiều, chánh diện ít. Nếu toàn bộ là tiêu cực, đó chính là thảm họa của địa cầu. Từ đây khiến chúng ta liên tưởng đến trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta về Đại Tam Tai. Từ đâu mà có? Đại Tam Tai khi nào phát sanh? Diệt pháp. Hiện pháp hoàn toàn không có. Không có ai nói, không có ai dạy. Những gì họ dạy, họ nói toàn là tiêu cực, đều là tham sân si mạng, đều là sát đạo dâm vọng. Lúc này những thứ chiêu cảm đến chính là thiên tai của trời đất. Ngày nay người có thể nghe, có thể tin pháp môn vi diệu của Tịnh Độ Tông đều do trong đời quá khứ từng cúng dường chư Phật, động tu các điều thiện, nhớ Phật niệm Phật, do đó mới được oai lực của chư Phật gia trì, nên ngày nay mới đạt được pháp môn rộng lớn như vậy. Không đơn giản. Trong đời này chúng ta được thân người nghe Phật pháp, gặp bộ kinh này, nên biết rằng biết bao Bồ Tát hâm mộ. Biết bao thanh văn duyên giá ước muốn. Họ cũng có nhân duyên này, nhưng không gặp được. Vì sao vậy? Thiện căn phước đức không như nhau. Như trong kinh Di Đà nói,
không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Ngày nay chúng ta gặp được chứng minh trong đời quá khứ ta đã cúng dường chư Phật. Thiện căn chúng ta sâu dày, phước đức chúng ta rộng lớn. Phước đức này không phải là giàu sang phú quý, giàu sang phú quý cũng vô dụng. Vì sao vậy? Không ra khỏi luân hồi lục đạo. Ngày nay giàu sang phú quý, quý vị thử hỏi xem họ có phiền não chăng? Đêm về ngủ không ngon, ngày nào cũng uống thuốc an thần. Tôi từng gặp trường hợp này. Công việc họ lo lắng quá nhiều, việc phiền hà quá nhiều, họ không thể nghỉ ngơi được. Bởi vậy họ giàu mà không vui. Người có tài sản ngàn ức mà không vui, quý mà không vui, làm đến tổng thống, làm đến quốc vương không vui. Tôi có nhân duyên tiếp xúc với họ, trái lại họ rất hâm mộ tôi. Vì sao vậy? Cuộc sống của tôi vô cùng an vui, không lo lắng, không vướng bận, không có gì cả. Còn họ thì quá nhiều. Quá nhiều như thế nào? Buồn không được, suy hơn tính thiệt. Không được thì muốn đạt được, được rồi lại sợ mất đi. Quý vị nói lo lắng nhiều thì sống như vậy quả thật rất mệt. Bởi thế chúng ta suy nghĩ, người thông minh nhất thế gian là Đức Thế Tôn. Quả thật thông minh, dứt bỏ hết tất cả. Ba y một bát, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây, được đại tự tại. Không có ưu tư, không có vướng bận, không lo lắng. Gặp chúng sanh có duyên thì giúp họ, dạy họ. Suốt đời chỉ là một việc dạy học, vô cùng an lạc. Vì nên chúng ta có thể khẳng định là thật không phải giả. Trong đời quá khứ chúng ta có thiện căn sâu dày. Nếu không chúng ta không thể có cơ duyên này. Chư vị đồng học, bao gồm những người đang ngồi trước màn hình, trên mạng Internet, hoặc là nghe được CD này, đều là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Nếu không sao ta có thể nghe được? Đời trước rộng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Không phải đời này chúng ta mới bắt đầu niệm Phật. Vì sao trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, rộng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật mà không được giảng sanh? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, chúng ta phải cẩn thận. Vì sao vậy? Sợ đời này lại giống như đời quá khứ, lại không thể giảng sanh. Một niệm sau cùng khi lâm chung không phải A-di-đà Phật. Không biết quý vị nghĩ đi đâu? Mấu chốt chính là một niệm sau cùng.
Một niệm sau cùng, nếu nghĩ đến vợ chồng, con cái, tính chấp này lập tức bị đọa lạc. Nghĩ đến của cải trong gia đình, không nỡ buông bỏ. Nghĩ đến địa vị của mình, địa vị cao như vậy, không đành buông bỏ, luôn bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, vẫn còn có ý niệm tham luyện. Khi nào buông bỏ hết những ý niệm tham luyến này, tất cả đều không còn. Sinh hoạt trong đời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có rất tốt, không có cũng rất tốt. Tâm địa thanh tịnh, không hề bị quấy nhiễu, lúc nào cũng an vui. Pháp thị sung mãn, như vậy mới được, mới có thể giảng sanh. Công phu này phải bây giờ học, phải lưu ý. Nghĩ rằng trong nhiều đời quá khứ tôi học Phật, chỉ một ý niệm sau cùng bị sai lạc, lại bị trôi lăn trong luân hồi. Đời này vì thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày nên lại gặp được. Nếu gặp được một niệm này lại sai lạc, như vậy thì tiếp tục trôi lăn thêm một đời nữa, đời sau lại đến. Điều này rất phiền phức, không thể nói chơi. Bởi vậy ngày nay chúng ta có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy là có nguyên nhân. Quý vị xem pháp môn này bao nhiêu người không tin, bộ kinh điển này bao nhiêu người hủy bác, bao nhiêu người cự tuyệt. Vì sao vậy? Vì trong đời quá khứ họ không có cúng dường nhiều chư Phật như vậy, không rộng tu các điều thiện, không nhớ Phật niệm Phật, nên họ không được oai thần của chư Phật gia trì. Đời này gặp được nhưng không tin, gặp được mà bài xích. Những chân tướng sự thật này chúng ta đều có thể tưởng tượng được. Thiện căn phước đức, chấp trì danh hiệu, thật rất lớn. Nếu thật sự hiểu được, quý vị có thể không niệm chăng? Là điều không thể. Nếu muốn tu thiện căn đệ nhất, phước đức đệ nhất của pháp thị xuất thị, niệm Phật là đủ. Niệm bao nhiêu năm nhưng thiện căn phước đức không hiện tiền, đó là nhân duyên gì? Chỉ niệm trên miệng mà không để trong lòng. Miệng không thể chuyển biến cảnh giới, tâm mới có thể chuyển biến cảnh giới. Tâm ta tạp loạn, nên câu Phật hiệu trên miệng cũng biến thành tạp loạn, không rõ ràng. Chính là như vậy. Trong giáo lý Đại Thừa yêu cầu chúng ta dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Điều cơ bản giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Nên niệm Phật đừng để ý nhiều hay ít, chỉ quan tâm ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, chân thành cung kính, như vậy mới có hiệu quả. Không dùng tâm như vậy niệm Phật, hiệu quả không lớn.
Lúc niệm Phật tức là lúc thiện căn phước đức đồng với Phật. Điều này đúng là vi diệu. Người này dùng tâm gì? Là tâm Phật A-di-đà, đồng tâm với Phật A-di-đà, đồng nguyện với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà phát 48 nguyện, họ cũng là 48 nguyện. Phật A-di-đà tu hành năm kiếp vô cùng gian nan. Ngày nay chúng ta tu hành dễ dàng hơn Ngài. Vì sao vậy? Chúng ta chỉ dùng một câu danh hiệu Phật A-di-đà là được, là viên mãn. Đã đem công đức tu hành năm kiếp của Ngài dung hợp thành một với chúng ta. Vì chúng ta với Phật là cùng một tâm tánh, nhất định phải biết điều này. Nhân Dương Kinh lại nói: tự tánh thanh tịnh gọi là bạn giác tánh, tức nhất thiết trí trí của chư Phật. Điều này nói rõ nhất thiết trí trí là từ tâm thanh tịnh sanh ra. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh, câu đầu tiên nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh là gì? Tự tánh là chân tâm, bản tánh của chúng ta. Xưa nay chưa từng ô nhiễm. Xưa nay chúng ta chưa dùng đến nó, lãng quên nó. Hiện nay chúng ta dùng là vọng tâm, không phải chân tâm. Tâm đó là giả. Có chân tâm chăng? Có, nhưng không dùng đến. Bây giờ thời gian quá lâu nên quên mất, không biết mình có chân tâm. Xem vọng tâm là chân tâm của mình nên gây ra phiền phức. Đã giác ngộ, buông bỏ vọng tâm, chân tâm liền hiện tiền. Vọng tâm là gì? Quý vị nghĩ xem. Mạc Na Thức nói: tứ đại phiền não thường tùy tùng. Vọng tâm chính là tứ đại phiền não. Thứ nhất là ngã kiến, vô ngã nhưng cho rằng có cái ta, chấp trước, một phần của kiến phần A Lại Gia. Kiến phần của A Lại Gia vô lượng vô biên, giống như biển cả vậy. Lấy một giọt nước trong biển cả cho rằng đó là tâm mình. Lấy một phần của tướng phần A Lại Gia, tướng phần cũng là vô lượng vô biên. Lấy thân thể này cho rằng đây là thân thể của ta, không biết rằng biển lớn vô lượng vô biên là chính mình. Chỉ dùng một giọt nước trong biển cả cho đó là chính mình, như vậy là sai. Sự sai lầm này khiến ba căn bản phiền não đều khởi lên theo. Vì có cái tôi, có ngã ái. Ngã ái là tham. Có ngã si, ngu si. Có ngã mạn, mạn là ngạo mạn, là sân nhuế. Nên tham sân si đều khởi lên. Tham sân si gọi là câu sanh phiền não, nó đến đồng thời với cái tôi. Chỉ cần có ý niệm về cái tôi, tham sân si liền khởi lên theo.
Chúng ta làm sao để chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí? Đầu tiên phải buông bỏ cái tôi. Không có cái tôi, thân không phải tôi, linh hồn cũng không phải tôi. Buông bỏ nó, tham sân si sẽ không còn, tức chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là gì? Bồ Tát. Trong một niệm chuyển phàm thành thánh. Có cái tôi là có tham sân si, quý vị chính là phàm phu lục đạo, không thoát được luân hồi lục đạo. Thật sự dụng công chính là đoạn tận những thứ này. Đoạn bằng cách nào? Có một phương pháp hay nhất là niệm Phật A-di-đà. Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà, ngoài ra không còn gì cả. Quên hết tham sân si, cái tôi cũng quên luôn. Bởi thì niệm Phật A-di-đà lâu ngày sẽ được định. Định là gì? Trong tâm không có những thứ này. Khi niệm mà tồn tại những điều này là công phu chưa thuần thục, chưa đủ niệm lực, phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục niệm. Đừng hoài nghi, đừng hối hận, đừng thoái chuyển, cứ niệm như vậy. Tiếp tục niệm một thời gian sẽ phát hiện, thật vậy, tâm thanh tịnh hiển tiền. Khi tâm thanh tịnh hiển tiền không được dừng lại, phải tiếp tục nỗ lực niệm. Nhất định có một ngày quát nhiên đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh là tìm được cái tôi chân thật. Tôi là gì? Tự tánh là tôi. Chúng ta gặp được pháp môn này nên hạnh phúc may mắn rất lớn, tuyệt đối đừng bỏ qua. Đời này chúng ta đã gặp được cơ hội thành Phật. Nếu gặp pháp môn khác không thể thành Phật. Gặp được tiểu thừa cao nhất là thành A-la-hán, gặp được đại thừa cao nhất là Bồ-Tát. Gặp được tịnh tông, đây là tịnh độ tam kinh, quý vị chắc chắn thành Phật. Pháp môn này là pháp môn vô lượng. Tịnh niệm liên tục nghĩa là nhiếp thủ. Chính là một câu danh hiệu, câu này tiếp câu kia. Trong danh hiệu này không xen lẫn bất cứ ý niệm nào trong đó, gọi là tịnh niệm. Ngày nay chúng ta niệm Phật tạp niệm quá nhiều. Do nguyên nhân gì? Những thứ tạp loạn trong A Lại Gia thức chúng ta chưa dứt bỏ, vẫn còn trong đó. Nên khi ta niệm Phật nó lẫn lộn cùng nhau, ý niệm không thanh tịnh. Niệm Phật có lợi ích chăng? Có, nhưng không nhiều. Vì sao vậy? Vì bị những tạp niệm này quấy nhiễu. Vốn là công đức viên mãn 100%, nó quấy nhiễu biến thành một phần công đức, hai phần công đức. Công đức quá ít, quá yếu đuối, hình như không khởi tác dụng. Không khởi tác dụng, bản thân lại hoài nghi Phật hiệu này là thật hay là giả, ngày càng tệ hại. Bởi thì trong kinh điển thường dạy chúng ta nhất định không được hoài nghi, chắc chắn không được hối hận, nỗ lực buông bỏ những tạp niệm này, đừng nghĩ đến những điều này nữa. Trong cuộc sống hàng ngày như thế nào cũng tốt, quý vị sẽ tùy duyên, mọi thứ đều tốt, có rất tốt, không có cũng rất tốt. Đừng nghĩ đến nó nữa.
quý vị sẽ dần dần thay đổi được. Khi chúng tôi cầu học ở Đài Trung, một hôm thầy Lý giảng kinh, có một đồng học cũng đang ở đây nghe kinh. Người nhà đến tìm, nói rằng nhà ông bị cháy, nhà bị cháy. Vị đồng học này giống như không nghe thấy, như như bất động, vẫn ngồi nghe giảng kinh. Nghe giảng xong mới về nhà. Thầy nói, thật sự học Phật phải giống như vậy. Quý vị cần nghe kinh hay cần cứu lửa? Đây chính là khảo nghiệm. Thật sự xem việc tu hành như một công việc, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, như vậy mới được. Nếu như khi sắp chết, chúng ta nghe được, thấy được một số cảnh giới bên ngoài, liền lập tức khởi tâm động niệm, như vậy sẽ không đến được thế giới cực lạc. Ý niệm vừa chuyển lại đọa vào trong lục đạo, rất đáng sợ. Những công phu này đều phải luyện tập ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tùy duyên độ nhật được đại tự tại, cảnh giới nào hiện tiền cũng không khởi tâm động niệm. Tôi chỉ có một ý niệm cầu sanh thế giới cực lạc, chỉ có một mục tiêu, chính là thân cận Phật A-di-đà. Ngoài điều này ra, tâm ta hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Đây mới thật sự gọi là tịnh niệm tương tục. Đây là nhiếp thủ, danh hiệu Di Đà, đúng là trí tuệ chân thật vô vi pháp thân. Ở đây nói rất rõ ràng, công đức pháp thân không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Có thể hiện dạng pháp. Quý vị xem, khi Ngài Huệ Năng khai ngộ, câu sau cùng Ngài nói rằng, đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là do pháp thân hiện. Pháp thân có thể hiện thiên đường, có thể hiện thế giới cực lạc, có thể hiện thế giới hoa tạng. Pháp thân cũng có thể hiện địa ngục, có thể hiện ngạ quỷ, súc sanh, tất cả đều hiện được. Công đức không thể nghĩ bàn. Vì sao hiện nhiều như vậy? Những thứ pháp thân hiện là bình đẳng, không có khởi tâm động niệm. Biến thành như vậy đều do ý niệm của chúng sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ai? Không phải Phật Bồ Tát, các ngài không có tâm tưởng. Tâm tưởng của chúng sanh. Quý vị nghĩ thiện, thiên đường xuất hiện. Nghĩ điều ác, địa ngục xuất hiện. Nghĩ A-di-đà Phật, thế giới cực lạc xuất hiện. Nghĩ Phật Tỳ Lô Giá Na, thế giới hoa tạng hiện ra. Nghĩ điều gì liền hiện ra điều đó. Bởi thì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đã là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, vậy chúng ta muốn đến thế giới cực lạc thì phải chuyên nghĩ đến Phật A-di-đà. Chuyên nghĩ đến thế giới cực lạc. Ngoài Phật A-di-đà và thế giới cực lạc ra, tôi không nghĩ thêm điều gì cả.
ta đến thế giới Cực Lạc rất nhanh, mà đến đó còn không hề bị chướng ngại. Có cần người trợ niệm chăng? Không cần thiết. Sợ người trợ niệm làm phiền nhiều. Vì sao vậy? Vì tâm họ không thanh tịnh, họ sẽ phiền nhiễu mình. Người có công phu thật sự không cần có người trợ niệm. Bản thân đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, giảng sanh khá lâu mới bị người phát hiện. Đây đều là biểu diện, làm gương cho chúng ta, thị hiện cho chúng ta thấy. Thọ trì, thọ là tín thọ, là tiếp nhận, y giáo phụng hành. Tôn chỉ của kinh này chính là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này là tôn chỉ của kinh Vô Lượng Thọ. Tôn chỉ là gì? Là tu hành. Y theo kinh Vô Lượng Thọ, tu hành là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Hai câu này là cương lĩnh chung của việc tu hành. Phát tâm bồ đề bao nhiêu năm nay, chúng ta dùng 10 chữ để nói rõ về tâm bồ đề: chân thành. Chân thành là thể, bản thể của tâm bồ đề. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng của tâm bồ đề. Từ bi là tha thọ dụng của tâm bồ đề. Đối đãi người khác, đối đãi với bên ngoài đều dùng tâm từ bi. Từ bi này liên kết ở trên lại là từ bi chân thành, từ bi thanh tịnh, từ bi bình đẳng, từ bi chánh giác. Đây là đối nhân. Từ bi không phải đối với bản thân. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là đối với bản thân. Từ bi là đối với tất cả chúng sanh. Bên dưới nói tông là con đường tu hành chủ yếu, là con đường đường thẳng. Một con đường thẳng quan trọng nhất, không đi đường vòng, đi đường thẳng. Nương vào đây mà tu, trước sau gọi là thọ. Ta thật sự tiếp nhận phát tâm bồ đề như hướng chuyên niệm. Trì là chấp trì danh hiệu và trì tụng kinh này. Phải đọc kinh. Phải niệm Phật A-di-đà. Chỉ niệm như vậy, ngoài ra đừng niệm. Một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, một câu A-di-đà Phật, thật tu, thật hành. Chúng ta thấy một tấm gương rất tốt. Cư sĩ Lưu Tú Dân suốt 10 năm, bà nói với tôi, suốt 10 năm chỉ một bộ kinh, chỉ một bộ kinh và một câu A-di-đà Phật, bà tu quá tốt. Không có tạp niệm, nên bà được niệm Phật Tam Muội. Chúng ta cần học tập theo. Thập Địa Bồ Tát không rời niệm Phật, câu này nói trong kinh Hoa Nghiêm. Thập địa là từ sơ địa đến thập địa.
Nói đến Bồ Tát Địa Thượng, mười địa vị Bồ Tát này đều niệm Phật A-di-đà. Vì sao? Vì Ngài Giang Thù Phổ Hiền lãnh đạo họ cầu sanh Cực Lạc. Nếu Tịnh Độ không thù thắng, vì sao Bồ Tát thập địa của thế giới Hoa Tạng muốn giảng sanh về Tịnh Độ? Câu Phật hiệu này chỉ có Phật giới Phật mới có thể rốt ráo. Đây là nói công đức lợi ích của câu Phật hiệu này. Ai biết được? Chỉ có Phật biết. Đẳng giác Bồ Tát cũng không hiểu được. Công đức quả thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta học bộ kinh Vô Lượng Thọ này mới có một chút lãnh hội. Đối với công đức danh hiệu sanh khởi tín tâm, sanh khởi từ đâu? Từ những gì trong kinh nói, 48 nguyện và 5 kiếp tu hành. Điều này quả thật không đơn giản. Năm kiếp thời gian dài biết bao. Ta nói đây là đại kiếp, không phải trung kiếp, không phải tiểu kiếp. Nếu là trung kiếp hay tiểu kiếp, nhất định sẽ có chú thích. Không chú thích đều là đại kiếp. Một đại kiếp là một lần thành trụ hoại không của một thế giới. Thế giới thành trụ hoại không 5 lần. Ngài tu hành không gián đoạn. Công đức như vậy, thành tựu thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm, thực hiện tất cả 48 nguyện. Không có nguyện nào không thực hiện. Đẳng giác đại sĩ cũng không rời niệm Phật. Giang Thù Phổ Hiền là đẳng giác. Phàm phu chúng ta, nhưng khi thật thà niệm Phật, ở đây Hòa Niệm Tổ nói rằng, chỉ cần chúng ta chân thành niệm Phật. Yếu Dài nói, thiện căn phước đức trì danh đều giống như Phật. Căn bản này quả là vi diệu. Thiện căn trì danh ngang bằng với Phật A Di Đà. Điều này có tin được chăng? Được. Chỉ cần chúng ta liên kết được với tâm Phật A-di-đà, biến công đức của Phật A-di-đà thành công đức chính mình. Ngày nay phàm phu chúng ta phiền não trùng trùng. Chúng ta có phần chăng? Có phần. Chúng ta không ngoài phần đó. Chúng ta là nhất thể. Vì sao chúng ta biến thành như vậy? Vì mê, tự tánh mê mờ. Giác sẽ không như vậy. Hiện nay ta rất muốn giác. Làm sao để phá mê khai ngộ? Tức chuyên niệm câu Phật hiệu này, niệm lâu ngày sẽ được định, niệm lâu hơn nữa sẽ giác ngộ. Lưu Tú Vân đã làm gương cho chúng ta. 10 năm bà đã khai ngộ. Điều này không phải giả. Khoảng 3-4 năm là được định.
niệm Phật Tam Muội liền hiện tiền. Như thế nào gọi là được định? Trong tâm không có vọng tưởng. Khi nghe kinh, khi niệm Phật, không có vọng niệm. Đây là được định. Chỉ cần có vọng niệm, niệm Phật Tam Muội vẫn chưa thành tựu. Cũng chính là quý vị chưa thật sự buông bỏ. Thật sự buông bỏ tự nhiên sẽ không còn. Ngày nay người có thể nghe, có thể tin pháp môn vi diệu của Tịnh Độ Tông đều do trong đời quá khứ từng cúng dường chư Phật, rộng tu các điều thiện, nhớ Phật niệm Phật, do đó mới được oai lực của chư Phật gia trì, nên ngày nay mới đạt được pháp môn rộng lớn như vậy. Không đơn giản. Trong đời này chúng ta được thân người nghe Phật pháp, gặp bộ kinh này, nên biết rằng biết bao Bồ Tát hâm mộ. Biết bao thanh văn duyên giá ước muốn. Họ cũng có nhân duyên này, nhưng không gặp được. Vì sao vậy? Thiện căn phước đức không như nhau. Như trong kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Ngày nay chúng ta gặp được, chứng minh trong đời quá khứ ta đã cúng dường chư Phật. Thiện căn chúng ta sâu dày, phước đức chúng ta rộng lớn. Phước đức này không phải là giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý cũng vô dụng. Vì sao vậy? Không ra khỏi luân hồi lục đạo. Ngày nay giàu sang phú quý, quý vị thử hỏi xem họ có phiền não chăng? Đêm về ngủ không ngon, ngày nào cũng uống thuốc an thần. Tôi từng gặp trường hợp này. Công việc họ lo lắng quá nhiều, việc phiền hà quá nhiều, họ không thể nghỉ ngơi được. Bởi vậy họ giàu mà không vui. Người có tài sản ngàn ức mà không vui, quý mà không vui, làm đến tổng thống, làm đến quốc vương không vui. Tôi có nhân duyên tiếp xúc với họ, trái lại họ rất hâm mộ tôi. Vì sao vậy? Cuộc sống của tôi vô cùng an vui, không lo lắng, không vướng bận, không có gì cả. Còn họ thì quá nhiều. Quá nhiều như thế nào? Buồn không được, suy hơn tính thiệt. Không được thì muốn đạt được, được rồi lại sợ mất đi. Quý vị nói lo lắng nhiều thì sống như vậy quả thật rất mệt. Bởi thế chúng ta suy nghĩ, người thông minh nhất thế gian là Đức Thế Tôn. Quả thật thông minh, dứt bỏ hết tất cả. Ba y một bát, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây, được đại tự tại. Không có ưu tư, không có vướng bận, không lo lắng. Gặp chúng sanh có duyên thì giúp họ, dạy họ. Suốt đời chỉ là một việc dạy học, vô cùng an lạc.
Vậy nên chúng ta có thể khẳng định là thật không phải giả. Trong đời quá khứ chúng ta có thiện căn sâu dày. Nếu không, chúng ta không thể có cơ duyên này. Chư vị đồng học, bao gồm những người đang ngồi trước màn hình, trên mạng Internet, hoặc là nghe được CD này, đều là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Nếu không, sao ta có thể nghe được? Đời trước rộng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Không phải đời này chúng ta mới bắt đầu niệm Phật. Vì sao trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, rộng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật mà không được giảng sanh? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Chúng ta phải cẩn thận. Vì sao vậy? Sợ đời này lại giống như đời quá khứ, lại không thể giảng sanh. Một niệm sau cùng khi lâm chung không phải A-di-đà Phật. Không biết quý vị nghĩ đi đâu. Mấu chốt chính là một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng, nếu nghĩ đến vợ chồng, con cái, tính chấp này lập tức bị đọa lạc. Nghĩ đến của cải trong gia đình, không nỡ buông bỏ. Nghĩ đến địa vị của mình, địa vị cao như vậy, không đành buông bỏ, luôn bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, vẫn còn có ý niệm tham luyện. Khi nào buông bỏ hết những ý niệm tham luyến này, tất cả đều không còn. Sinh hoạt trong đời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có trật tục, không có cũng trật tục. Tâm địa thanh tịnh, không hề bị quấy nhiễu, lúc nào cũng an vui. Pháp hỷ sung mãn, như vậy mới được, mới có thể giảng sanh. Công phu này phải bây giờ học, phải lưu ý. Nghĩ rằng trong nhiều đời quá khứ tôi học Phật, chỉ một ý niệm sau cùng bị sai lạc, lại bị trôi lăn trong luân hồi. Đời này vì thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày nên lại gặp được. Nếu gặp được một niệm này lại sai lạc, như vậy thì tiếp tục trôi lăn thêm một đời nữa, đời sau lại đến. Điều này rất phiền phức, không thể nói chơi. Bởi vậy ngày nay chúng ta có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy là có nguyên nhân. Quý vị xem pháp môn này bao nhiêu người không tin, bộ kinh điển này bao nhiêu người hủy bán, bao nhiêu người cự tuyệt. Vì sao vậy? Vì trong đời quá khứ họ không có cúng dường nhiều chư Phật như vậy, không rộng tu các điều thiện, không nhớ Phật, niệm Phật, nên họ không được oai thần của chư Phật gia trì. Đời này gặp được nhưng không tin, gặp được mà bài xích. Những chân tướng sự thật này chúng ta đều có thể tưởng tượng được. Pháp môn tịnh độ này rộng nhiếp vạn pháp,
Câu này là gì? Giảng pháp là Phật pháp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Vô lượng pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Không những ở trong bộ kinh này, nói thêm với chư vị, tức ở trong một câu danh hiệu A-di-đà Phật này. Ở trước bộ kinh này, tôi từng nói với quý vị, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Triển khai danh hiệu này ra là gì? 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện là kinh vô lượng thọ. Nói rõ về kinh vô lượng thọ, triển khai kinh vô lượng thọ là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chư vị cổ đức gọi kinh này là Trung Bổn Hoa Nghiêm, không khác gì với kinh Hoa Nghiêm. Kinh này nói lược hơn, kinh Hoa Nghiêm nói tường tận, nội dung hoàn toàn giống nhau. Triển khai kinh Hoa Nghiêm là tất cả pháp Đức Thế Tôn nói suốt 49 năm. Triển khai tất cả pháp chính là hết thảy pháp mà mười phương Như Lai nói từ trong vô lượng vô biên kiếp đều ở trong đó. Quý vị xem, triển khai thì như vậy, nhưng quy nạp lại tức một câu Phật hiệu. Oai thần của danh hiệu Phật vô cùng lớn lao. Vì sao ngày nay chúng ta niệm mà không khởi tác dụng? Không có tín tâm, không tin. Nói điều này quý vị bán tín bán nghi. Khi nào quý vị mới có thể tiếp nhận? Phải giống như tôi vậy, kinh này đọc suốt 60 năm quý vị sẽ tin. Quân tu suốt 60 năm, tôi cũng không phải vừa tiếp xúc đã tin. Tôi nói với quý vị rất rõ ràng, tôi tiếp xúc Phật giáo bằng con đường học triết học, không phải bằng phương pháp niệm Phật cầu giảng sanh. Tôi không tin điều này. Phải mười mấy, 20 năm sau mới tin. Tôi từng nói với quý vị, tôi tin là nhờ vào Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Tin pháp môn niệm Phật này, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, tôi đạt được khai thị trong điều này, thật sự minh bạch. Bộ kinh vô lượng thọ này trước đây tôi đã giảng 10 lần. Giảng chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là lần thứ nhất. Vì sao giảng chú giải này? Tôi từng nói với quý vị, chú giải này quá hay. Nếu quý vị không xem, quả thật rất đáng tiếc. Không đủ tín tâm với Tịnh Độ Tông chính là chưa hiểu rõ. Trong này đích thực nói rất tường tận, từ đây chúng ta thật sự lý giải được, có thể kiến lập tín tâm, có thể phát ra nguyện tâm, nên nhất định phải giảng. Khi Hoàng Niệm Tổ chú giải bộ kinh này, sự giấc giả đó tôi tận mắt chứng kiến. Chú giải này đến đời sau không ai đọc, không ai nghiên cứu. Quý vị xem sự gian nan đó, 6 năm mang bệnh, thân thể ông không được khỏe, tận lực để làm hoàn thành chú giải này, quả là đáng nể. Chúng tôi cũng là ân tri ngộ. Tôi báo đáp ông,
Lúc đó Hoàng Dương bộ kinh này chỉ có hai chúng tôi. Ông giảng ở trong nước, tôi giảng ở nước ngoài. Khi hai chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Lúc đó không có ai nói. Tôi cũng chưa thấy được chú giải này, chỉ thấy bản hội tập của Hạ Liên Cư. Tôi có thể xem hiểu, có thể lãnh hội được. Không thể để uổng phí tâm huyết của Hoàng Niệm Tổ và Hạ Liên Cư. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Nên tôi nghĩ bộ kinh này, tôi sống được bao nhiêu tôi sẽ giảng bấy nhiêu. Tôi sẽ giảng lần này đến lần khác. Đại khai một năm giảng một bộ, một ngày giảng 4 tiếng, một năm một biến. Lần này sắp giảng xong, tôi lại giảng lần thứ hai. Lần thứ hai tôi sẽ đưa khoa phán của tôi vào. Chương pháp kết cấu này sẽ làm càng rõ ràng hơn. Càng dễ thấu triệt, dễ hiểu hơn. Giảng lần này xong lần khác, mỗi lần đều khác nhau, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Nên càng học càng hoan hỷ, càng giảng càng hoan hỷ. Pháp vị vô cùng. Cổ nhân nói, thế vị sao đậm bằng pháp vị.